Chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần 3, phần con app đầu tiên. Phần thì ở 2 phần trước mình hướng dẫn bạn làm một cái app đầu tiên như kiểu như này. Có nghĩa là về app đầu tiên này, khi mở lên này sẽ lấy data từ trên mạng xuống này, data từ trên mạng xuống từ cái bảng mình tạo bằng cái hot free trên mạng, nó lấy data từ trên này xuống và hiển thị lên trên điện thoại này. Đấy, và sau khi kích vào trong này, khi chọn chuyện này thì nó sẽ lấy ra những cái chuyện, lấy ra những cái chat của chuyện đấy. Thì mảng chat thì từ được do lấy từ cái phần chat này, cái mảng chat mình cũng hướng dẫn ở các bạn phần 2 của cái video, của cái nick video hướng dẫn chuyện này. Đây, có rất nhiều chat này. Đấy. Rồi thì ở phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đến phần đọc truyện, làm nào khi kích vào đây này nó sẽ hiển thị ra một trang truyện cho các bạn đọc, ok chưa? Ok, mình sẽ vào bắt đầu nhá. Tạm thời mình sẽ tắt con máy ảo mình nhá. Ok, tắt con máy ảo đi này. Mình vào cái project Android School của mình này. Đây thì trước khi đọc truyện, trước khi ấy thì mình sẽ phải em sẽ tải xuống một vài cái icon. Nó tải xuống không phải một vài đâu, chỉ đó chỉ có một cái icon thôi, không phải một vài icon. Icon free. Rồi ok, mình sẽ lấy ra cái icon nhé. Lấy một cái không được nhiều. Ok thì lấy thì là mình sẽ lấy cái nút như kiểu một cái nút đây, nút này đi. Đấy, một cái nút này mình sẽ cho khoảng tầm 64 dpi. Tại anh ta lát cái đó mà cả đó một chiếc nhỏ nữa. Nó chờ một chút nha, mà nó ngon rồi nó hết yên nó bất ảnh nó ok. Gọi là đặt là ok. Và tiếp nữa là một cái icon, ok icon ở sau ấy, mình sẽ đọc từ từ nhé. Ok, rồi vào đây rồi sau khi có icon mình sẽ lấy ra cái đồ à. Mà số không thành công ấy. Bỏ mẹ mà số không thành công. Con nhỏ con cái này không được cả cho cả cái đấy cho cái này sẽ lấy đó mình bỏ tới đấy kìa. Tên cho hình thái đi con nhóc thôi. Đó, enter. Ok. Rồi sau khi đấy nhá, thì bây giờ đến mình sẽ vào trong Java con. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ đến tạo ra một cái activity nữa. New một cái activity, empty activity. Mình sẽ đặt là mình hạ mà là màn đọc truyện đúng không? Ok, phí tích. Rồi.
Rồi mình sang bên cái bên file layout của nó này. Đấy, file layout rồi. Đây ok. Bạn chờ tí nó load, máy mình nó hơi 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 bị chuối tí. Nó không load cái thằng ớ. Không load cái thằng preview của mình đây. Rồi mình có preview rồi. Thì ở trong này mình sẽ tạo ra cho nó đầu tiên là một cái thằng mình sẽ để nó là lên tiếp này ao rồi đó là tiếp này ao thì mình sẽ thiết kế kiểu như này. Đầu tiên là sẽ có đọc tên rồi ơi đại ông bỏ đấy bạn vào thì sẽ có như này. Đây là cái layout của mình này, thì cái layout này sẽ chứa cái ảnh của cái chuyện đấy đấy, và bên này mình sẽ cho nó hai cái nút click qua click lại để đọc qua đọc lại cái thằng chuyện này, cái thằng chuyện này click qua ảnh này đó. Thì cái này của nó đơn giản thôi, chúng mình sẽ có cái image view macaron rồi full mềm xong rồi theo sau đấy mình sẽ có một cái thằng một cái nút button à, một cái image view nữa có độ dài mình cho nó là 50 dp. Còn rồi c mình sẽ để cho nó là thằng cái thằng nét hoặc cái thằng icon kia của mình đấy. Đấy, bây giờ nó được như này rồi đấy, nó cho 60 dp đi, 60.000 cho to tí, 60 dp rồi. Nhưng mà hiện tại mình muốn nó căng ra giữa đoạn này thôi thì mình cho nó một cái là central vertical ông chu đấy, nhưng nhìn nó vẫn hơi xấu đúng không. Bây giờ mình sẽ vào trong drawable, mình tạo ra một cái file drawable, file drawable mà đặt b và sẽ trừ l a f t ok rồi. Trong đấy mình sẽ tạo ra cho nó cái là thằng sake đấy. Rồi tiếp theo nữa cái sony là cái màu ấy, màu lẻ ấy. Mình sẽ cho nó cái color không 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 có, mình sẽ tạo ra cái nút background, mình tạo ra cái background cho cái thằng image view à. Đấy, thì hiện tại mình đang để là 000 nhá, thì mình chỉnh nó một chút cho nó có nghĩa là cho nó có một chút gì đấy độ trong còn lại. Tiếp theo nữa thì là mình muốn cái nút đọc chuyện cái nút của mình ấy, cái nút bên trái mình ấy. Nó là hình kiểu như này thôi, nó hình kiểu ví dụ đây đang đề đây đấy, xong rồi là có cái hình có cái vòng cung ở đây, vòng cung ở đoạn này đấy, kiểu kiểu đấy đấy. Thì là mình sẽ chỉnh tiếp, mình sẽ gọi nó bằng có đấy ra thôi nhé. Radium ở đây các bạn nhìn thấy nhé, nó có 1, 2, 3, 4, 5 cái là cái viền luôn. Thì ra nó sẽ điều chỉnh độ cong của bốn cái viền này. Mình giờ mình chọn nút bên trái mình thì có phải mình cần cần ở đây không? Còng đây là còng đây, còng đây nó là thằng right, bên này lên right, trên là top, còn thằng này là right và bên này là bottom. Thì nên mình sẽ chọn là đầu tiên bottom to right, nó luôn mình cho nó khoảng tầm 10 dp, 10 dp to quá. 80 đấy. Rồi tiếp theo nữa là cái tiếp theo nữa là vai tốt vai lại luôn những cái đoạn 80 đấy. Ok sang bên cái activity đọc chuyện mình nhá, thằng image view mình cho nó một cái background là một cái thằng bg, chính là cái thằng bgf kia mình phải tạo đấy. Đó, cái nhìn ra nó cong cong nha. Đó, nhưng mà nhìn nó không được đẹp mắt nó lắm, mình cho nó thêm một cái cắt đinh nữa. Cắt đinh cho này là tầm 5 dp, 8 dp, 10 dp, 10 dp. Ủa, nhìn cái cong nhìn xấu nhỉ. Để cao cao thì thôi 20. Nhìn gần đẹp rồi, gần gần đẹp rồi, 25.
Rồi, đẹp rồi đó. Rồi, tiếp nữa là hoàn là mình sẽ nhìn màu đen nó hơi chuối, mình sẽ cho nó phim. Đẹp rồi. Phim. Là mình được chạm. Đó, đẹp chưa? Đó. Nó nhấn nút này thì sẽ đọc lại cái trang, đọc lại trang, và nhấn sẽ có một nút bên này để đọc tiếp trang. Mình sẽ copy hàng này, mình sẽ không chốt. Rồi thằng này thì vô xem giờ vô thì cổ mình chu rồi, mình sẽ thêm nó cái thuộc tính nữa, rồi right Argin layout sẽ trở thành button right, cũng một chu luôn đấy. Thì nó sẽ quay sang này cho mình nhìn, nó hai cái nút nó không đẹp đẹp lắm nhỉ, mình cho cái rotation mình 90 này, 90 90 không đẹp, 90 90 cộng 90 là 180. Rồi đó, bạn nhìn chưa? Đấy, hai nút đẹp chưa? Đấy. Rồi mình đã có hai cái nút này, tạm thời sẽ có hai nút. Rồi, tiếp theo đến là mình sẽ dán cho nó, dán cho hai, dán cho sự kiện nó hai thằng này là on click n e f t kệ, cứ bao đổi đi, còn thằng này on click n i g h t left on right and right click cho đạm hoa này, đạm hoa này tạo tiếp hàng nữa nha. Ok. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ cho thằng này một cái image view, một cái ID, một cái image, một cái ID, img ảnh. Ok chưa? Rồi mình sẽ copy tương tự. Rồi mình sẽ khai báo một cái image view img ảnh. Rồi ok, thì tương tự như những hàng khác thôi. Đại khái bao giờ mình làm kiểu đấy sẽ có bốn hàng: init, ánh sáng, setup, end và set click. Mình copy ở hàng này, bước sang bên này mình sẽ sửa code lại, kẹo lên là xong đó. Bây bao giờ mình sẽ làm đây bốn hàng, mình xóa đi không biết cái gì. Setup, ánh sáng, kẹo đó, bốn hàng init, ánh sáng, set up và set click. Thì lần này ánh sáng thì init từ từ, nhưng trước hết mình phải ánh sáng trước ạ. Ánh sáng bằng new init, chết không hiểu new new by id, ánh sáng new by id là chấm id chấm click. Nhầm, nó chấm không phải. Rồi xong, sau khi mình đánh sạc xong nhé, thì bây giờ ở trên này mình sẽ khai báo là một cái array string. Cái mảng này là chính là mảng chứa URL của các ảnh, của ảnh và một cái chat. Đấy, thì trong này mình sẽ cái mình hàm init này mình sẽ khởi tạo lên new view chấm hỏi, và mình sẽ thêm cho nó một vài cái ảnh của cái chat chuyện. Rồi mình vào vào tiếng này thôi, cái chuyện thêm chuyện gì sao, thêm chuyện gì cho bởi vì chúng ta đều yêu những sao phải nhé, tiện cũng có thể. Xung phong chuyện màu, thôi thêm chuyện màu đi, nhìn nó đẹp, đó kiểu các kiểu. Câu chuyện thuê AV, AV là cái gì? Không có AV là cái gì thật? Mình làm từ đầu, tí nữa mình có thêm chuyện này mà.
Hiểu rồi, nên cái ảnh mình muốn đọc cái này. Rồi, giờ mình sẽ kiểm tra, mình sẽ lấy từng ảnh một nha. Sao chép, để sao chép địa chỉ hình ảnh này. Rồi, arr chấm adb chấm phẩy db thế là đấy. Những ảnh mình muốn đọc truyện này thả để xem nhé. Ôi mẹ, không đọc chuyện này đâu. Chuyện này đấy á, không thích. Nhiều cảnh đắng lắm. Chuyện nào cũng cũ đi. Hiệp sĩ giấy à? Rồi. Ồ, nó được xếp vào chuyện màu ấy à? Đúng hai màu, thằng mẹ rồi. Vậy thôi, lần nào chuyện là ok. Rồi mình có cả image rồi. Bây giờ nhá, bình thường thì các bạn sẽ đọc, bao giờ đọc cũng thế luôn. Bao giờ đọc thì cũng có thứ nhất là số trang. Còn thứ hai là số trang, đang đọc. À, đó. Thì vào trong phần edit này xong rồi, thứ nhất là cái số trang đang đọc của mình. Mình sẽ bắt đầu về vị trí từ không, đọc cái trang từ không đến trang thứ bao nhiêu. Mở hết là có nghĩa bắt đầu từ không và đọc cái trang này đến cái trang này. Thì cái số trang mà mình sẽ đọc ấy, nó sẽ là bằng phần arrayNet của chấm sai. Đúng chưa? Đấy. Chấm sai trừ một chứ nhỉ? À đâu đây, số trang là bắt đầu đọc từ trang, bắt đầu đọc trong xe số 1 đi. Đấy, như thế cho các bạn dễ hiểu một tí, các bạn dễ hiểu hơn. Ok, thì bây giờ nó đến cái thằng đến tiếp theo nữa, thì ví dụ khi bây giờ mình sẽ đã biết rồi cái hàng là void d đó. Theo trang đó, và cái trang đấy nhận vào một cái biến là biến y, là mình sẽ xong vào trong này ấy, thì mỗi lần vào trong này ấy, thì cái số trang đang đọc của mình là sẽ là cộng thêm cái biến y đấy. Đó, cộng thêm biến y đấy, cộng thêm biến y đấy. Và tiếp theo nữa mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái số trang đang đọc nó bằng không, bằng không thì là cái số trang đang đọc này nó sẽ bằng một.
Có nghĩa là không cho nó bằng không, không có nghĩa mà không lúc ấy hết hết chuyện để làm rồi đấy, hết hết là ban đầu rồi đấy. Tiếp theo kiểm tra tiếp những cái số trang nào, nó nằm bằng bằng với cái số trang thì sao, bằng bằng với số trang thì sao, à lớn hơn số trang, quên quên lớn hơn số trang đó, số trang lớn hơn số trang thì sao, thì cái số trang thế nào, cái bảng số trang đó mình không cho nó đọc quá nữa. Đấy, xong làm gì đây, là như kết quả cùng thì mình cũng sẽ phải loát được cái ảnh từ cái link này lên cái image view này để các bạn đọc đúng không, thì cái code loát ảnh thì mình vẫn dùng cái thư viện hiện GLD thôi, GLD vào trong này mình paste đây, nhưng sẽ có một chút thay đổi. Thứ nhất là khoảng cách đây, thứ hai là cái link ảnh thì mình lấy đâu, link ảnh sẽ lấy từ cái url ảnh này chấm đấy, vị trí thứ số trang đang đọc phải trừ đi một, bởi vì sao, bởi vì như bộ đếm ở trong Java các bạn biết đấy, thì bộ đếm của nó bắt đầu từ không chứ không bộ đếm nó bắt đầu từ một đấy, và loát cho cái ảnh nào, loát cho cái ảnh image view như là loại đấy. Xong rồi sang bên cái đặt theo trang, sang bây giờ ở trong hàm setup mình sẽ gọi thêm cái hàm đọc theo trang, mình chuyển vào không mình sẽ đọc từ trang số 1 đó, bởi vì nó chạy từ đây, cốt chạy trong tự mà chạy từ đây bằng một này, xong xuống đây này, bằng không đấy. Bây giờ nhé, khi mình ấn nút right thì sao, ấn nút right thì có thể đọc theo trang, mình sẽ tăng thêm một trang đúng không, tăng thêm một trang, một cái lấy thêm một cái vị trí, lấy thêm cái vị trí tiếp theo ở trong cái dưới thằng ấy này, mình chuyển vào một con đọc chuyện nghe, còn nếu như mà nhấn nút bên trái à thì có thể giảm đi một vị trí là trừ một đâu đấy, chuẩn chưa, rồi ok. Và sau khi đấy mình sang bên cái thằng chat activity à, đây cái nick chat của đây thì ở hàm set click hiện tại chưa có gì đúng không? Đây mình sẽ set click cái đó. Đấy, chat.set on item blazer new một cái item blazer mình sẽ start activity new item. Nếu như cái item chuyển vào thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái màn mà bạn nếu chuyển à màn mà bạn hiện tại là các bạn màn chat chuyện đấy nhá, màn chat activity chấm zip, và tiếp theo nữa là cái màn các bạn muốn chuyển sang cái màn đọc chuyện activity chấm chấm class rồi ok xong nhá. Bây giờ mình sẽ chạy máy ảnh lên xong bấm run project cho các bạn nha. Thôi mới ảo nó chạy rồi, lên rồi. Đây, bây giờ đây là các bạn đợi tí lên đi của project. Nó đang cài rồi, không cả máu với máy mình hơi cùi. Cài sẽ hơi lâu một tờ đạo. Ok, bây giờ ví dụ mình chọn màn này đi, cái tờ bớt đúng không, mình chọn trang một này, trắng tinh thôi, không có gì này, nó cái nào nó cái nào.
nó quần quần mắt phêu phêu tôi xuống sửa là gì mà cái lỗi này là cái lỗi như kiểu của nó thế nào bây giờ nó hay tôi cái lỗi này là do kiểu là cái SDK đi ra dùng hơi cao, đại khái là từ bản 2 SDK từ cái SDK 28 trở đi thì nó yêu cầu tính bảo mật cao hơn, nghĩa là các bạn không thể sử dụng một cái các cái linh ảnh ở cái chỗ lung tung được, tuy linh ảnh như có những ảnh sẽ không thể sử dụng lung tung được bởi vì nó liên quan đến bản quyền đấy, thì cái này đơn giản nó có cái công của nó là mình có một cái app mình làm là app xem bói rồi thứ nhất là các bạn sẽ mình dòng mình sẽ thêm một cái file đấy nhá, dòng mình sẽ thêm một cái file mô tả nha, copy dòng này cận vút hoặc là không vút cho để là mình nó sẽ báo đỏ để làm cho báo đỏ. Và tiếp theo nữa là cái thằng XML các copy cho mình các bạn để vào trong web. Ok rồi, quay lại manifest hết báo đỏ rồi, chạy lại đây. Thì trong cái thằng là nó gì nữa là cái file link của chúng tôi đại khái nó chỉ khai báo này thì nó đại khái nó sẽ giúp các bạn download ảnh từ nhiều cái xem khác, download ảnh từ nhiều cái link khác nhau luôn, kiểu một cách chui kiểu một cách lách luật đấy, kiểu xem lách luật nha. Không phải chứng tỏ không phải do lỗi này đây đây qua ở dưới cái số bố rồi báo không à, nó không phải do lỗi này rồi người cha nó nói gì không, có vẻ như là cái thằng vừa mình mới mình bị thử mình thử lại cái link nên ảnh khác thì nó lại được chắc là do cái ảnh này ở cái server nó không cho truy cập thì rồi ok thì bây giờ thôi thì mình không muốn loát ảnh sexy lắm nhưng mà thôi bắt buộc là mình vẫn phải loát thôi bởi vì nó không cho loát cái ảnh không sexy cái số rồi. Mình sửa lại một chút nhé, mình sẽ sửa lại cái link ảnh thôi. Có như kiểu cái server kia nó cũ quá rồi đấy, nó không cho hát nữa. Ok chạy lại này khổ không muốn cho nó nhìn thấy cái ảnh này nó trời ơi lúc ảnh này nó nằm nằm thật sự không muốn
Được rồi, và trong cái hàng cái admin bỏ đi nào thì thêm cho nó một cái chuyện này vào nhá, thêm cái chuyện là quần què này, cái chuyện nhìn nó sexy à, nói chung là sao chép địa chỉ hình ảnh nha. Như thế phải chọn được không? Được. Ảnh này mình sẽ đổi đi ảnh này. Ảnh này rồi tiếp nữa. Tên hiện câu chuyện thuê AV GAV. Tên này đổi này. Chát này là 101 này. Thực hiện này. Rồi sau mình là chát. Rồi xong rồi. Được rồi, hiện tại câu chuyện thuê của mình có ID là 8. Sang bên là chat của mình. Rồi sau đấy. Được rồi, mình sẽ chat một thằng này. Rồi, thứ nhất chat của mình là chat 1. Mình để là chat 1. Ngày hôm nay là ngày cần nhầm là ngày hôm nay đi. Hôm nay là ngày một không mười sáu rồi ID chuyện của mình kêu mình để là tám đúng không, cái chuyện kêu mình tám rồi thực hiện là xong rồi. Rồi áp chạy xong rồi không, bây giờ mình ngoát lại nha, ngoát lại này rồi đây hỏi mẹ giờ hiện ra đấy. Đó, em mới thích rồi. Đấy, có 101 chưa? Rồi, kích vào này. Xem này, đấy, ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi. Ôi. Ôi. Ôi, quá. Rồi, ok đấy. Mình bấm, người nó không thêm nữa. Rồi, ok. Nhà mình muốn cho thêm một cái hành tích như mình nói đây để xem được cái số trang mình đã đặt được chưa à. Thì mình sẽ copy đầu tiên là cái BLS này, mình sẽ xem về mình sẽ để cho nó thành BL số trang đó. Thì vào trong này cái value của nó mình xóa đi là màu nó giữ như thế, nhưng cái thằng này mình xóa đi cái value mình cho nó cong đều luôn, cong đều luôn là tầm 10 dpi rồi. Rồi mình có cái BL rồi này, sang activity đọc truyện này. Mình cho nó một cái tích view mắc đây rồi à không mắc cần thêm là mắc cần thêm là tầm 20 dpi đó, đó padding nhất nhiều số là tầm 10 dpi, mapping line mình cho nó là 10 dpi đấy. Và background mình sẽ để cho nó là cái thằng BL số trang kia của mình đấy. Hiện tại các bạn chơi những gì nhá, mình zoom to lên tí nhá, trừ này đi đấy, hiện tại nó có hình tròn như rồi này đấy. Thì đây mình sẽ cho nó cái là graffiti center cái text, mình cho nó cái text size là 20 ok cái text color mình cho nó màu trắng, cái text mình để thử nhé 10 trên 20 rồi nhìn nó hơi củ chuối nhỉ, thôi cho nó rộng hơn tí này tận à không cho cơ chữ nhỏ đi tí người nhá. Rồi đó, rồi giờ mình muốn cho cái số bên dưới mình sẽ dùng cái alien file button một chút, muốn ra giữa nữa thì là
Center Horizontal có mùi chua. Muốn nó cắt lên một đoạn thì mình cho nó thêm cái margin, bottom hàm 50 dpi. Là mới có cái 20 30 30 30 30 rồi được. Rồi tiếp theo đấy mình sẽ gắn theo cái ID. ID là TXT số trang. TXT số trang rồi đấy. Xong rồi sang bên đọc chuyện activity này. Đấy, mình khai báo đây thêm một cái hình kết view ạ. Next view. Next view, HTTP, game sửa trang, ánh xạ nó, Ctrl D, V, V, rồi đó. Và trong cái thằng này nhá, đó là mình sẽ xét cho nó. Khi mỗi lần mark ra một chuyện ấy, mark chuyện đấy thì gọi nó ra, chấm set text. Set text cho nó là bằng cái một cái chuỗi này cộng thêm đầu tiên là số trang đang đọc và cộng một cái dấu gạch cộng tiếp cái số trang đấy là xong rồi. Anh các bạn xem này, rồi xong rồi. Và bây giờ là cái câu chuyện thì rồi đấy, 1/7 có 1/7 trang, 2 3 4 5 6 7. Chuyện này chỉ nhìn hình thôi, không cần đọc chữ, khó lắm, nhìn hình là đủ rồi. Ok rồi xong thì video của lần này của mình thì xin được dừng lại đây. Thì ở cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như nào để mấy cũng như bây giờ là online thì cũng là online, thì tiếp theo sẽ lấy những cái chuyện này online. Đấy, lấy cái ảnh này online. Ok, video của mình xin được kết thúc đây, chúc bạn học được trình nhiều.